Mến chào quý anh chị và các bạn nhé. Chào mừng quý anh chị và các bạn trở lại video của em nhé. Thì trong video ngày hôm nay bên em sẽ thông báo giá trạch đồng thương phẩm mới nhất cuối tháng 7 mà bên em đang thu mua vào quý anh chị nhé. Thì như trên màn hình quý anh chị đang xem là trạch này là trạch đồng quý anh chị nhé. Và giá trị kinh tế của cái loài trạch này rất là cao quý anh chị. Đó. Thì đối với cái loại trạch này thì hiện tại bên em đang thu mua vào với cái giá là từ 120 đến 130 trên 1 kg quý anh chị nhé. Tức là cái giá này nó đã lên so với những ngày trước đó quý anh chị nhé. Và 1 kg và 1 kg trạch này thì nó rơi vào khoảng từ 40 đến 50 cuôn quý anh chị nhé. Còn nếu mà cái loại nhỏ hơn nữa quý anh chị thì nó sẽ có giá thành thấp hơn nhé. Đó, bên em thông báo rất là chi tiết, rất là rõ ràng cho quý anh chị được biết nhé. Nếu quý anh chị có cần thông tin gì về cái loại trạch này thì nhắn tin với cái video này quý anh chị nhé. Bên em sẽ trả lời cho quý anh chị trong thời gian sớm nhất nhé. Thì đối với loại trạch này đó quý anh chị, thì bây giờ nuôi công nghiệp cũng rất là nhiều quý anh chị, mà nuôi rất là dễ nhá, chứ không phải là khó. Thì cái loại trạch này nó cũng ăn bột công nghiệp quý anh chị nhé. Thì bên em vẫn cung cấp con giống nhá. Nếu quý anh chị có nhu cầu thì cứ nhắn tin dưới cái video này, hoặc là có thể gọi trực tiếp qua bên em nhé. Bên em sẽ tư vấn và trả lời cho quý anh chị nhé. Đây trạch rất là ngon này quý anh chị, trạch rất là ngon quý anh chị nhé. Thì đối với cái loài trạch này đó quý anh chị, thì nó cũng rất là nhiều tên gọi khác nhau quý anh chị nhé. Có nơi gọi là trạch bùn, có nơi gọi là trạch quế. Đó. Thì có nơi gọi là cá trạch quý anh chị. Thì nó cũng nhiều các loại khác nhau lắm. Nhưng mà quý anh chị cứ nhìn cái mẫu mã đúng cái con trạch này là trạch đồng quý anh chị nhé. Trạch đồng là cái hoa văn nó rất là đẹp. Và đặc biệt cái trạch đồng này nó rất là thơm và ăn rất là bổ dưỡng quý anh chị. Cho nên là nó khác biệt hoàn toàn so với các cái loài trạch khác nhé. Đó, thì hôm nay bên em thông báo cái giá trạch thương phẩm mới nhất mà bên em đang thu mua vào quý anh chị nhé. Để cho quý anh chị nắm rõ cũng như là quý anh chị biết được giá cả trên thị trường hiện nay nhé. Thì nếu quý anh chị theo dõi hay theo dõi video bên em thì bên em rất làm những video về báo giá trạch thương phẩm quý anh chị cũng như là trạch sống quý anh chị nhé. Đó, để cho quý anh chị được tham khảo nhé. Đó, thì với cái giá trạch hiện tại bên em đang thu mua là 120 đến 130 quý anh chị nhé. Thì quý anh chị lưu ý là cái giá này là bên em thu mua tại nhà quý anh chị nhé. Còn nếu có quý anh chị ở xa, tất cả các cước phí đó thì quý anh chị phải chịu nhé. Đó, bên em thông báo rất rõ ràng là quý anh chị phải chịu các cước phí là bên em, tức là cước phí vận chuyển đấy quý anh chị. Bên em chỉ thu mua tại nhà quý anh chị nhé. Đó. Còn nếu quý anh chị có thắc mắc gì hoặc là có cần cái thông tin gì về cái loài này thì quý anh chị cứ nhắn tin dưới cái video này nhé. Bên em sẽ trả lời cho quý anh chị trong thời gian sớm nhất nhé. Đó, thì video hôm nay bên em thông báo giá trạch bùn, tức là trạch đồng đó quý anh chị. Nó có nhiều cách gọi khác nhau lắm. Với cái giá là hiện tại bên em đang thu mua vào 120, 130 trên 1 kg. Mà thu mua tại nhà quý anh chị nhé. Vâng, thì video này em cũng mong quý anh chị sẽ nắm bắt được cái giá cả trên thị trường hiện nay. Có trạch đồng thì quý anh chị biết được cái giá cả để mà mình nên bán lúc này hay là nên ghim lại quý anh chị nhé. Đó, thì video em xin tạm dừng tại đây quý anh chị nhé. Nếu quý anh chị thấy video hay hữu ích thì nhớ cho em một like và đăng ký kênh.
để theo dõi những video mới nhất từ bên em quý anh chị nhé. Em bye bye quý anh chị nhé, hẹn gặp lại quý anh chị những video tiếp theo nhé.